Đây, rồi xin chào cả nhà. Đây là cái điện thoại 10 cộng này. Từ sau mới ra mà bây giờ mình đã có trên tay rồi đấy. Đó, cái này 10 cộng. Đó, 10 cộng bây giờ là cái camera chụp hình trước thường thường nằm bên góc tay phải của mình, bây giờ nó đổi lên một cái góc chính giữa đây nè. Góc chính giữa đây nè. Đó, đây là màn hình giờ hầu như là đi hết luôn cái điện thoại rồi. Rồi bây giờ cái nút mà tắt nguồn là thường thường ngày xưa là nó nằm ở trên đây. Nút nguồn trên đây, nhưng mà bây giờ thì nó làm kiểu giống như cái iPhone, nó là tắt nguồn là mình giữ cái nút dưới này với lại cái bấm cái volume xuống giữ thì nó sẽ ra tắt nguồn thế nha. Đó là như vậy. Đó, rồi cộng thêm phía dưới đây á là cái headphone jack mà để mình gắm nghe tai nghe, bây giờ nó không còn nữa, nó bỏ luôn rồi. Bây giờ là nếu mình mua nó sẽ có một cái tai nghe nhưng mà sẽ bằng dây, nhưng mà mình cắm vô cái lỗ sạc này để mình nghe nè. Đó, mình cắm vô cái lỗ sạc để mình nghe. How long has this business been around? 15 years. 15 years. Đó, bây giờ này nó vẫn có cái viết như thế nha. Đó, cái viết rất là đẹp. Đó, cái màu này rất là đẹp luôn, cái màu này giống như nó mình nhìn nghiêng qua nghiêng lại á, nó ống lên. Mà chỉ có cái Note 10 thì nó có 4 có 5 cái camera, là 4 cái phía sau, một cái trước, mà cái Note 10 thường nó chỉ có 3 camera sau với một cái camera phía trước thôi. Màn hình rất là đẹp luôn. Đó. Cái này cái mới này là cái RAM của nó tới 12GB nữa nha. Bộ nhớ trong thì nó có từ 256 tới 552. Nhưng mà chỉ có cái 10 cộng mới có cái thẻ nhớ để mình gắn ở trên đây, nhưng còn cái 10 thường là không có nha cả nhà. Đó, màn hình rất là đẹp luôn, rõ nét luôn, màn hình rất là rõ. Cái này chụp hình là rõ lắm luôn á. Màu rất là đẹp. Internet chạy rất là lẹ luôn. Rồi, chào cả nhà nha.